trường đá lạnh này. Nếu trường đá nóng thì đương nhiên là nóng quá thì người ta kêu nóng quá thì phải giặt ra. Nhưng mà trường đá lạnh thì người ta kêu là nếu mà lạnh quá thì có cần phải bỏ ra hay là cứ để nó là gì? Cái câu nói này là cái câu hỏi này rất là thông minh, tôi rất thích cái câu hỏi này. À, cái việc á mà mình dùng đá nóng á mà nóng quá đó thì automatic là cái cơ thể mình nó có cái tự động rồi, mình để vô mình để lâu cũng được đó, mình tự động mình phải di dời nó ở một cái điểm khác an toàn hơn. À, cái chị nông nói, nhưng mà riêng cái lạnh á thì là mình tác động mình. Khi mà cái lạnh á, là mình chồm ở đâu? Là mình chồm ở chỗ sưng, nóng, đỏ, đau. Ok chưa? Nhưng mà rõ ràng cái đầu tiên á, người ta nói là sưng rồi. Thì cái sưng đó là khi mà tác động vô cái lạnh á, thì nó sẽ có một cái cảm giác rát bỏng ở chỗ đó. Nhưng mà không sao. Như tôi đã nói á, là mình để vào đó nó có rát cách mấy nữa. Thì mình cứ nói người bệnh á, rát chịu chút xíu đi. Tại sao biết không? Tại vì để chút xíu là hết. Nó chỉ có lúc đầu thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái cục đá lạnh đó đó, khi mà để vô chỗ sưng nóng á, thì nó không bao giờ bị bỏng, mặc dù là bỏng bỏng lạnh. Trong khi đó mình mà để nó nóng á, là bỏng liền á, nếu như mình chẳng cố tình. Nhưng mà cái đá lạnh á, thì nó đặc biệt hơn. Khi mà mình để cái đá lạnh vào ấy, thì nó rất là khó chịu, nhưng mà sau đó nó sẽ dễ chịu, bởi vì cái mức độ lạnh ấy, nó cũng sẽ giảm dần theo cái thời gian một vài phút sau. Và cũng như tôi đã nói ấy, là cái kinh nghiệm để điều trị sưng nóng đỏ đau ấy, ngay cả bông gân nè, ngay cả hút nè, thì khi mà nó đặt vào ấy, thì nó sẽ làm cho sưng nóng đỏ, nó làm cho rát bỏng ở chỗ đó, nhưng mà không bỏng. Nhưng mà tới khi nào, nhớ cái điều mà tôi nói, tới khi nào ta thấy cái dấu hiệu bỏng, có thể là một cái ngày sau như vậy, lúc đó là bị liền, thì chúng ta ngưng lại. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái chỗ mà chúng ta đặt vào á, mà nó đã bị bỏng á, thì có nghĩa là chỗ đó hết viêm. Nhưng mà đặc biệt á, là cái vết bỏng đó, nó giống như một vết trầy nhẹ thôi, chứ không phải là phỏng bỏng nặng giống như mà mình dồn đá nóng. Thành ra mọi người yên tâm. Hả? Rồi xin cảm ơn. Em hỏi có một em gái thì nó bị tai biến. Nhưng bây giờ cái phần chân của cái phần gọi là phần mu chân này này, nó còn nổi lên những cái cục thịt mà cũng không nóng đỏ đau mà chỉ có sưng thôi. Thì mình nên xử lý trường hợp này như thế nào? Bị bao lâu anh? Năm hơn năm rồi. Năm đúng rồi. Thì theo tôi á, là nếu như mà là một thầy thuốc á, thì phải mắt thì nhìn tận tận mắt, nhìn tận mắt, tay sờ chạm vô ngay chỗ đó còn chưa chắc ăn. Còn phải những cái khác hỗ trợ hơn thì mới dám nói cái đó là cái gì và cái cách giải quyết là sao. Thì tôi đề nghị á, mấy cái trường hợp vậy là nên đi vào bệnh viện và để có ý kiến của bác sĩ về chuyên môn thì tốt nhất. Chứ còn ở đây mình nói vậy là giống như mấy mù sợ dâu. Mặc dù là tôi thầy thuốc nhưng mà tôi cũng không có dám mà kết luận liền cái chuyện đó là cái gì và cách giải quyết là sao. Nếu mà có đi nữa cũng phải có cái ý kiến của một cái bác sĩ về chuyên khoa, và tôi dựa vào cái ý kiến đó mà tôi có cái bổ sung về mặt đó là nên làm cái gì. Rồi xin cảm ơn.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.